À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Ở bài hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi làm bài tập của bài số 173, luyện tập trung đúng không nhỉ? Đến bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài tập của bài số 174, luyện tập trung trong suốt bài tập toán lớp 5, tập 2, trang số 132 nhé. Với cái bài tập của bài số 174, chúng ta cũng có hai phần. Phần thứ nhất đó là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, và phần thứ hai là phần tự luận. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm phần 1 trước nhé. Câu số 1, khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút đến lúc 8 giờ 30 phút là A nhỏ 10 phút, B nhỏ 20 phút, C nhỏ 30 phút, D nhỏ 40 phút. Bây giờ muốn tính xem khoảng thời gian từ lúc 8 giờ kém 10 phút, tức là từ 8 giờ 30 phút này. 8 giờ kém 10 phút tức là 7 giờ 50 phút đúng không nhỉ? Sẽ bằng 30 phút, không trừ được cho 50 phút, như vậy ta sẽ đổi 8 giờ thành 1 giờ cộng với 7 giờ. Sẽ bằng 7 giờ 60 phút cộng 30 phút bằng 90 phút. Trừ 7 giờ 50 phút. 90 phút trừ 50 phút bằng 40 phút. 7 giờ trừ 7 giờ bằng 0 giờ. Như vậy, khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là 40 phút. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong câu số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm câu số 2 nhé. Bây giờ muốn một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước như ghi như trên hình vẽ dưới đây. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để 80% thể tích của bể có chứa nước? A nhỏ 144 lít, B nhỏ 160 lít, C nhỏ 180 lít và D nhỏ 200 lít. Người ta cho con một cái bể cá như thế này. Có chiều rộng là 50cm này. Chiều dài là 80cm và chiều cao là 50cm. Vậy, muốn tính xem cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để được 80% thể tích của bể nước thì chúng ta sẽ phải đi tính được thể tích của bể cá đó, đúng không nhỉ? Là bao nhiêu lít. Rồi từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính xem lượng nước cần đổ vào bể để được 80% thể tích là bao nhiêu. Ta sẽ lấy thể tích của bể cá nhân với 80% là ta sẽ ra kết quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập số 2 nhé. Đầu tiên ta sẽ đi tính thể tích của bể cá là ta sẽ lấy, muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân chiều rộng rồi nhân với chiều cao. Chiều dài ta có là 80cm nhân với chiều rộng là 50cm nhân với chiều cao cũng là 50cm. 80 nhân với 50 bằng 4.000. 4.000 mà nhân với 50 thì ta được kết quả đó là 200.000cm khối. Và chúng ta muốn đổi được sang đơn vị là lít thì ta thấy rằng 1.000cm khối thì bằng 1dm khối. Như vậy 200.000cm khối sẽ bằng 200dm khối và bằng 200 lít đúng không nhỉ? Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được lượng nước cần đổ vào bể để được 80% thể tích của bể có nước là của bể có nước là
Ta chỉ cần lấy thể tích của bể cá là 200 lít, ta nhân với 80% sẽ bằng 200 nhân với 80 phần 100 và bằng 200 mà chia cho 100 ta được 2, 2 nhân với 80 bằng 160 lít. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 2. 160 lít chính là đáp án B, đúng không nhỉ? Từ đó ta sẽ khoanh được đáp án B cho câu số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi sang bài tập số 3 này. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 45 km/h. Một xe máy đi từ B cùng một lúc với ô tô và đi ngược chiều về A với vận tốc là 35 km/h. Sau 3 giờ thì ô tô gặp xe máy. Hãy tính quãng đường AB. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán này nhé. Tóm tắt. Cô sẽ vẽ một cái quãng đường như thế này. A này, B. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 45 km/h. Một xe máy đi từ B cùng một lúc với ô tô và đi ngược chiều về A, tức là đi từ B. Xe máy này với vận tốc là 35 km/h. Sau 3 giờ thì ô tô gặp xe máy. Bây giờ người ta yêu cầu con tính xem cái quãng đường AB là bao nhiêu, đúng không nhỉ? Vậy muốn tính được quãng đường AB là bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần tính cái quãng đường mà ô tô đi được trong 3 giờ là bao nhiêu này. Rồi ta đi tính quãng đường xe máy đi trong 3 giờ là bao nhiêu. Rồi từ đó ta sẽ dễ dàng tính được quãng đường AB dài bao nhiêu bằng cách lấy quãng đường của ô tô đi trong 3 giờ cộng với quãng đường xe máy đi trong 3 giờ, bởi vì chúng đi ngược chiều với nhau mà, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày bài tập số 3 nhé. Đầu tiên, ta sẽ đi tính quãng đường ô tô đi trong 3 giờ là quãng đường ô tô đi trong 3 giờ là ta sẽ lấy vận tốc của ô tô đi từ A đến B là 45 km/h nhân với thời gian là 3 giờ, ta được kết quả đó là 135 km. Sau khi tính được quãng đường ô tô đi trong 3 giờ thì ta sẽ đi tính được quãng đường xe máy đi trong 3 giờ là 35 km/h nhân với 3. Ta được kết quả đó là 105 km. Sau khi tính được quãng đường mà xe máy đi trong 3 giờ thì ta sẽ dễ dàng tính được quãng đường AB dài. Quãng đường AB dài là ta sẽ lấy quãng đường ô tô đi trong 3 giờ là 135 km cộng với quãng đường xe máy đi trong 3 giờ là 105 km và ta sẽ được kết quả đó là 240 km. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 3 là 240 km. Như vậy kết quả mà chúng ta cần khoanh vào chính là đáp án D, đúng không nhỉ? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 và kết thúc phần số 1 là phần khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm phần số 2 nhé. Đầu tiên là bài số 1 này. Người ta cho con biết một người đi du lịch đã đi được 1/4 quãng đường AB, sau đó đi tiếp 1/5 quãng đường AB. Tính ra người đó đã đi được 36 km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km? Vậy muốn tính xem quãng đường AB dài bao nhiêu km mà người ta đã cho con biết đó là người đó đi 1/4 quãng đường này, rồi lại đi tiếp 1/5 quãng đường. Như vậy ta sẽ đi tính được quãng đường
Người đó đi được trong tổng cộng 2 lần là ta lấy 1/4 cộng với 1/5. Phân số 1/4 cộng 1/5 ta sẽ nhân cả tử và mẫu với 1/4 ta nhân cả tử và mẫu với 5 để được mẫu số chung là 20, đúng không nhỉ? Ta sẽ được 5/20 cộng với phân số 1/5 ta nhân cả tử và mẫu với 4, ta được 4/20. Như vậy, quãng đường người đó đi được trong 2 lần đó là 9/20. Quãng đường AB. Sau khi tính được quãng đường người đó đi được trong 2 lần thì ta sẽ dễ dàng tính được quãng đường AB dài số km là 36 là cái quãng đường người đó đi được, chia cho quãng đường người đó đi được trong 2 lần là 9/20. Ta sẽ nghịch đảo phân số 9/20 để được thành phép nhân này, 36 nhân với 20/9. 36 chia 9 được 4, 4 nhân với 20 bằng 80. Như vậy, quãng đường AB dài 80 km, ta có đáp số là 80 km. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 2 nhé. Đề bài đang cho con biết đó là trong cùng một năm, mật độ dân số ở tỉnh A là 2.627 người trên km², nghĩa là cứ mỗi km² thì trung bình có 2.627 người cư trú. Mật độ dân số ở tỉnh B là 61 người trên 1 km², tức là mỗi km² thì có trung bình 61 người cư trú. Người ta hỏi con hai ý. A nhỏ, cho biết diện tích của tỉnh A là 921 km², diện tích của tỉnh B là 14.210 km². Hỏi, số dân của tỉnh B bằng bao nhiêu phần trăm số dân của tỉnh A? B nhỏ, nếu muốn tăng mật độ dân số ở tỉnh B lên 100 người trên km² thì số dân của tỉnh B phải tăng thêm bao nhiêu người? Chú ý, học sinh được dùng máy tính bỏ túi để giải bài tập này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A trước nhá. Bây giờ muốn tính xem số dân của tỉnh B bằng bao nhiêu phần trăm số dân tỉnh A thì chúng ta trước tiên phải đi tính được số dân của tỉnh B và số dân của tỉnh A, đúng không nhỉ? Người ta đã cho con biết diện tích của tỉnh là tỉnh A là 921 km² và cứ 1 km² thì có 2.627 người. Như vậy ta sẽ dễ dàng tính được số dân của tỉnh A này. Và người ta cũng cho con biết diện tích của tỉnh B là 14.210 km². Và người ta cho con biết rằng mật độ dân số là 1 km² thì chứa 61 người cư trú. Như vậy ta cũng dễ dàng tính được số dân của tỉnh B. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được tỷ số phần trăm giữa số dân tỉnh B so với số dân tỉnh A. Ta lấy số dân tỉnh B chia cho số dân tỉnh A rồi ta nhân với 100 là ta sẽ ra được số là tỷ lệ phần trăm số dân tỉnh B so với tỉnh A. Tiếp theo này, ý B, nếu muốn tăng mật độ dân số của tỉnh B lên 100 người trên km² thì số dân của tỉnh B phải tăng thêm bao nhiêu người? Vậy muốn tính xem, muốn tỷ lệ mật độ số dân là 100 người trên km² thì ta sẽ phải đi tính số dân của tỉnh B khi mà cái mật độ dân số là 100 người trên 1 km² là bao nhiêu. Ta sẽ lấy 100 nhân với diện tích của tỉnh B, đúng không nhỉ? Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được số dân của tỉnh B phải tăng thêm là ta sẽ lấy cái số dân của tỉnh B khi mà mật độ dân số là 100 người trên 1 km² trừ đi số dân của tỉnh B khi mà 1 km² thì chứa 61 người cư trú. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tìm được đáp án cho bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý A chứ nhé.
Đầu tiên, ta sẽ đi tính số dân của tỉnh B là, ta lấy 1 km² thì chứa 61 người, nhân với diện tích của tỉnh B là 14.210. Và ta sẽ được kết quả đó là 61 nhân với 14.210. Các con sẽ được dùng máy tính bỏ túi nhé. Ta được kết quả đó là 866.810 người. Rồi ta lại đi tính số dân của tỉnh A là, ta sẽ lấy 1 km² thì chứa 2.627 người, nhân với diện tích là 921 km², sẽ bằng 2.627 nhân với 921. Ta được kết quả đó là 2.419.467 người. Từ đó thì ta sẽ dễ dàng tìm được số dân tỉnh B bằng số phần trăm số dân tỉnh A là, ta sẽ lấy số dân tỉnh B là 866.810 người chia cho số dân tỉnh A là 2.419.467 người, rồi ta nhân với 100 bằng 866.810 chia cho 2.419.467 nhân với 100. Ta được kết quả đó là 35.826, một số rất là lớn đúng không nhỉ? Như vậy ta chỉ cần lấy số thập phân hai số đổi lại thôi thì ta sẽ được là 35.83%. Bởi vì ta làm tròn số 6 ở đằng sau mà. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi làm ý B. Muốn tăng mật độ số dân số của tỉnh B lên 100 người trên km² thì số dân tỉnh B phải tăng thêm bao nhiêu người? Đầu tiên ta sẽ đi tính số dân của tỉnh B. Số dân của tỉnh B khi mật độ dân số là, khi mật độ dân số là 100 người trên 1 km², là ta sẽ lấy 100 nhân với diện tích của tỉnh B là 14.210, và ta sẽ được kết quả đó là 1.421.000 người, đúng không nhỉ? Rồi từ đó thì ta sẽ dễ dàng tính được số dân của tỉnh B. Số dân của tỉnh B tăng thêm là, ta lấy số dân của tỉnh B khi mật độ dân số là 100 người trên 1 km² là 1.421.000, trừ đi số dân của tỉnh B ban đầu là 866.810 người, ta được kết quả đó là 1.421.000 trừ 866.810, ta được kết quả đó là 554.190 người. Từ đó ta có đáp số cho bài tập số 2 là A nhỏ 35.83%, B nhỏ 554.190 người. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập của bài số 174 luyện tập trung. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video tiếp theo nhé. Khóa học viên sách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.